Tôi vội vã chạy đến trường. Thật may, đèn tín hiệu đang chuẩn bị chuyển sang xanh. Đột nhiên, một chiếc mô tô phóng xoẹt qua. Mẫu xe này thật quen mắt, là xe của Henry. Tôi hoảng hốt, phát hiện phía trước đèn chuyển màu. Nếu cứ phóng với tốc độ hiện tại, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cậu phóng nhanh qua ngã tư như vậy, rất nguy hiểm đấy. Bà già, tôi chưa đâm vào bà mà. Tôi nhìn quanh, thấy mọi người dồn sự chỉ trích, phẫn nộ về hành động của Henry. Nhưng cậu ta chẳng thèm để tâm, chỉ nhìn thẳng về phía tôi nhún vai. Này Bella, cậu thấy đúng chứ? Tớ chả làm gì sai cả. Đám đông lập tức dồn sự chú ý về phía tôi. Bà lão run rẩy cầm lấy tay tôi. Tôi vội thu tay về nhìn Henry. Vừa rồi mình mải nghịch điện thoại nên không để ý. Khi ngẩng lên đã thấy bà lão bị ngã rồi. Đó, tôi chả làm gì sai cả. Henry là bạn học cùng lớp, đồng thời là chùm trường. Cậu ta đi đến đâu, đám học sinh phải tránh xa đến đó vì sợ hãi. Nên tôi đâu có ngốc mà dây vào. Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, Henry đội mũ rồi phóng đi trước sự la ó của mọi người. Còn bà lão nhìn tôi ánh mắt thất vọng. Xin chào, tôi là Bella, một học sinh trung học. Hãy nhấn nút like và đăng ký kênh cho LDA nhé. Tôi đang đi thì đột nhiên Anna ôm tập tài liệu chạy tới vỗ vai tôi cười cười. Tôi lịch sự cúi đầu chào. Cô nàng vui vẻ vừa vẫy tay chào đáp lại vừa chạy đi, nhưng không may va phải Jenna làm cả hai lảo đảo. Tôi hoảng hốt nhưng không có ý định chạy đến đỡ Anna vì người cô ấy va phải không ai dám động vào. Tôi thấy rõ nét hoảng sợ của Anna khi cô ấy ngước lên nhìn Jenna. Anna liên tục cúi đầu. Jenna cười đưa cốc nước đang cầm lên cao dội thẳng từ trên đỉnh đầu Anna xuống. Anna sợ hãi gồng người nhưng chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Khi cốc nước trên tay Jenna vừa đổ hết thì Anna mới dám ngẩng lên. Chưa kịp cất tiếng thì một cái tát giáng xuống mặt làm cậu ta ngã nhào xuống đất. Những học sinh đứng quanh hùa theo bật cười. Còn tôi, vì sợ Anna sẽ thấy mình mà vội lén đứng núp sau những bạn học. Nhưng không dừng lại ở đó, Jenna dùng chân đạp lên tập tài liệu rồi khẽ cười. Coi kìa, cậu có cần tôi giúp không? Tớ thật sự xin lỗi cậu Jenna, tớ sẽ không... Sẽ không? Cậu sẽ không còn cơ hội nói hai từ này thêm một lần nào nữa. Tôi thở phào khi thấy thầy giáo lao tới đỡ Anna dậy, tức giận nhìn Jenna. Jenna, hành vi của em là hạ nhục nhân phẩm người khác. Tôi lập tức báo cáo chuyện này với hiệu trưởng. Jenna khoanh tay, cười nhẹ rồi búng tay. Đám học sinh đứng gần đó nhao nhao lên. Là em vô tình đẩy cậu ấy ngã. Không đúng, là em. Thầy giáo và Anna nhìn quanh vẻ khó xử. Jenna giơ tay ra hiệu, đám đông lập tức dừng lại. Tôi thấy rõ sự bất lực trong ánh mắt của thầy. Đứng thế lực của Jenna, đến thầy hiệu trưởng còn phải nề mặt cô ta đôi ba phần. Nhưng lạ thay, thầy ấy lại hướng ánh mắt đến tôi. Bella, em là bạn thân của Anna, em đã chứng kiến được gì? Em nói xem. Tôi lập tức hoảng hốt, nhìn Jenna, rồi nhìn Anna. Tôi thầm nghĩ, xin lỗi Anna. Là Anna tự ngã, thưa thầy. Thầy giáo thở dài lắc đầu. Jenna phá lên cười, vỗ tay nhìn tôi tán thưởng. Cô ả ngạo mạn lướt qua người Anna, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy. Anna run rẩy, cúi gằm mặt, mím chặt môi. Tiếng chuông báo vào học vang lên, cô giáo bước vào cùng một học sinh mới. Đây là Luna, thành viên mới của lớp mình. Luna được cô giáo xếp ngồi cạnh tôi. Luna tươi cười, cúi chào và hẹn tôi cùng nhau ăn trưa. Có vẻ cô bạn khá hòa đồng. Vừa bước vào căng tin, tôi đã thấy Luna cầm khay cơm loay hoay tìm chỗ ngồi. Chợt tôi hoảng hốt, sợ hãi khi thấy Luna đang tiến về khu trung tâm, nơi mà chỉ các học sinh nhà giàu như Jenna hay Henry mới được chạm tới. Tôi sợ hãi, lao tới cầm tay Luna, định lôi đi, thì cô nàng tỏ vẻ khó chịu. Chỗ này là trung tâm, vừa sáng, vừa mát. Cậu không thích sao? Rời đi ngay, rồi tớ sẽ giải thích sau. Các cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi và Luna giật mình đồng loạt quay về phía Jenna. Đồng thời, một số học sinh hóng chuyện tụ tập lại, giơ điện thoại lên quay phim. Hai cô ta gan thật đấy, dám ngồi ở bàn của Jenna.
Tôi sợ hãi khi thấy Jenna khoanh tay tiến tới, nâng cầm Luna lên. Cậu nói thử xem. Là Bella, là cậu ấy muốn tới. Tớ đang cố kéo cậu ta ra. Tôi sốc, quay nhìn Luna, rồi hoảng hốt khi thấy Jenna mặt tối sầm. Rõ ràng là cậu ta đến đòi ngồi ở đây, nhưng bây giờ lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi và đóng vai một nạn nhân vô tội. Thật nực cười. Không, Jenna, tớ... Ngậm miệng lại, trước khi tôi cho cậu biến mất khỏi ngôi trường này. Cậu nghe tớ giải thích. Chưa kịp để tôi nói hết câu thì Jenna đã giơ tay lên. Tôi hoảng hốt, nhắm chặt mắt, nhưng không có một cái tát nào giáng xuống. Tôi dần mở mắt, là Henry đang chặn cú đánh của Jenna. Thôi nào, đừng tốn sức, hãy nghĩ gì đó kích thích hơn đi chứ. Jenna vùng khỏi tay Henry, tức giận lúc lướt qua người tôi. Cô ả còn cố ý huých tay, làm đồ ăn bắn tung tóe lên người. Khay cơm đổ xuống đất bừa bãi. Henry nhìn xuống, cười nhẹ, vỗ vai tôi. Hãy dọn sạch sẽ trước khi đi. Tôi đứng như trời trồng, rồi nhìn xung quanh, không một ai đứng ra bênh vực. Càng thất vọng hơn là Luna, chính cô ta đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Trong tình cảnh này, tôi chợt nhớ đến Anna. Có lẽ Anna lúc đó cũng đã từng mong ai đó đứng về phía mình. Còn Luna, cô ta chỉ cười tôi rồi vội rời đi, bỏ tôi một mình dọn dẹp đống chiến trường. Tôi buồn bã trở về lớp thì ngạc nhiên, cái bàn của tôi được dọn ra một góc tách biệt cuối lớp. Tôi đi thẳng về chỗ mà không dám nhìn Jenna. Đám bạn không ngừng bàn tán chỉ trỏ. Cô giáo bước vào, phá tan bầu không khí căng thẳng. Tập trung nào các em! Cuối tuần này, chúng ta sẽ có buổi du lịch và dùng bữa tối tại khách sạn LDA. Toàn bộ chi phí chuyến đi được bố của Jenna tài trợ. Vừa ngớt lời, đám học sinh đồng loạt nhìn về phía Jenna, vỗ tay. Còn Jenna thì tự đắc. Nhưng đột nhiên, cô ả nhìn về phía tôi rồi mỉm cười. Là sao? Cô ta tha thứ cho tôi sao? Hay báo hiệu một điều gì khác kinh khủng sắp ập tới? Tôi trở về nhà trong tâm trạng hoang mang thì giật mình bởi tiếng chuông cửa. Là Luna. Tôi thấy cô ta liền quay mặt bỏ đi thì đã bị cô ta giữ lấy. Tôi hất tay cô ta ra, vô tình làm cô ả ngã ra đất. Bella, tớ xin lỗi. Tớ đã quá sợ hãi nên cái gì? Vì sợ mà cậu được phép đổ mọi tội lỗi lên tôi à? Bình tĩnh, tớ thật sự bất đắc dĩ. Vậy tớ cầm quà đến tạ lỗi với cậu đây. Nói rồi, Lula lấy trong túi ra một chiếc đầm dạ hội. Nó tuyệt đẹp. Tôi trầm trồ, đưa tay lên chạm vào chiếc váy. Đẹp chứ? Tớ đi ngang qua cửa hàng cho thuê váy dạ hội và thấy chiếc này rất hợp với cậu. Nếu cậu mặc nó trong buổi tối trên du thuyền thì sẽ rất nổi bật. Tôi cầm chiếc váy lên, ướm thử vào người. Tưởng tượng đến đám bạn học trầm trồ nhìn mình, còn Henry cúi đầu chào, đồng thời đưa tay đón tôi vào sảnh lớn. Tôi cứ ôm lấy cái váy mà mỉm cười, cho đến khi Luna lay lay người tôi. Bella, Bella, cậu ổn chứ? Tớ ổn, chiếc váy thật tuyệt. Đúng vậy, nhưng cậu nhớ giữ cẩn thận, không được làm bẩn nhá. Không thì sẽ mất một khoản lớn đấy. Bao nhiêu? 100.000 đô. Tôi lập tức hóa đá. Một chiếc váy 100.000 đô là quá sức tưởng tượng với tôi. Tớ biết chuyện ngày hôm nay đã làm mất lòng Jenna. Cậu nên nhân cơ hội này lấy lòng cậu ta. Đó là lý do tớ đến đây. Tôi thầm nghĩ, cậu ta nói cũng đúng. Nếu tôi mặc bộ váy sang trọng này, Jenna biết đâu sẽ chú ý đến tôi. Sau đó tôi sẽ dùng vài lời ngon ngọt để dỗ dành ả ta. Tôi vui vẻ nhận lấy chiếc váy rồi tiễn Luna rời đi. Rất nhanh đã đến buổi du lịch. Tôi tự tin mặc bộ váy dạ tiệc, cười tươi bước vào sảnh khách sạn. Nhưng khác với mong chờ, đám bạn học nhìn tôi cười cợt, xì xào gì đó. Tôi thận trọng bước đi, vừa nhìn quanh soi xét. Vô tình, một cô bạn cầm rượu vang xô vào người tôi, làm tôi ngã nhào. Rượu trên tay văng tung tóe vào chiếc váy, làm tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi tức giận vùng dậy thì cô nữ sinh kia cười. Cậu không sao chứ? Ôi, thật xin lỗi, là tớ say quá nên va phải cậu. Cậu sẽ không để bụng chứ? Tôi liếc xung quanh, thấy mọi người đang nhìn mình. Tôi cũng không muốn gây thêm phiền phức, càng không muốn làm mất lòng ai, nên chỉ đành cắn môi cố cười. Không sao đâu. Ôi, đúng là Bella tốt bụng. Thật may khi Luna tiến tới đỡ tôi dậy. Tôi mỉm cười đưa tay với lấy. Đúng lúc này Jenna bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ta. Luna thấy vậy
vội thu tay về. Làm tôi chưa kịp đứng lên lại ngã thêm một lần nữa. Tôi thấy Jenna đi tới lúc lướt qua bàn rượu với lấy một chai rượu. Tôi hoảng hốt không biết cô ta sắp sửa làm chuyện gì điên rồ với tôi. Jenna không ngần ngại mà tưới thẳng chai rượu vang lên bộ váy đắt tiền mà tôi thuê. Khi đã đổ hết, cô ta giơ chai rượu vang lên cao. Tôi hoảng hốt, tay cô ta vung chai rượu xuống. Tôi chỉ kịp nhắm mắt ôm đầu. À! Tôi run rẩy mở mắt ra, thấy bên cạnh là ngổn ngang những mảnh chai rượu. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu xung quanh, nhưng nhận lại là sự cười cợt. Một con cóc ghẻ nhưng lại thích đội vương miện nữ hoàng sao? Tôi nắm chặt tay, thực sự không hiểu. Chỉ vì một chỗ ngồi trong căng tin mà tôi phải chịu sự sỉ nhục này sao? Cả tôi và cô ta đều là học sinh và đều bình đẳng. Tại sao cô ta dám đối xử với tôi như thế? Tức giận rồi sao? Vậy nói xem, cậu làm được gì tôi chứ? Đúng lúc này, Henry bước vào vỗ tay. Cậu làm tớ bất ngờ đấy. Đầu tư cả một đống tiền chỉ để xử lý một con ả vô danh. Tôi chỉ muốn cho cậu ta biết nơi mà cậu ta đáng thuộc về. Cái quái gì chứ? Thì ra tất cả là trò của Henry và Jenna. Vậy mà tôi cứ nghĩ Henry sẽ bênh vực mình. Tôi luôn nghĩ nếu cứ sống hòa nhã, không gây sự, cũng không đứng về phía ai thì tôi sẽ được yên ổn. Nhưng không, đổi lại là sự sỉ nhục cùng những ấm ức. Nơi tôi thuộc về là ngôi trường mà bố cậu bỏ tiền để xây dựng đó. Mà lạ thật Jenna, cậu mãi sống trong cái bóng của gia đình, giống như cây non núp dưới bóng của đại thủ. Không chết vì thiếu nước và chất dinh dưỡng, cũng sẽ chết vì không nhận được ánh nắng mặt trời. Biết đâu lại bị một vài con cóc nhảy ra dẫm nát không chừng. Jenna tối sầm mặt, nắm chặt tay. Cậu dám? Tôi sẽ. Thôi nào, cô tiểu thư bé bỏng, loại người từ bé đến lớn không thiếu thứ gì như cậu, lại phải tốn cả đống tiền chỉ để trừng phạt tôi. Cậu làm tôi cảm thấy mình có giá hơn đấy. Đủ rồi đấy, Bella. Henry. Suýt nữa thì tôi quên mất sự tồn tại của cậu. Cậu ngỗ nghịch như vậy, chẳng phải muốn tìm lại sự quan tâm và chú ý của ông bố hay bồ bịch của mình hay sao? Giữ ông ta cho cẩn thận, biết đâu sau này tôi có vận may trở thành mẹ kế của cậu. Cậu! Tôi mặc kệ bọn họ rồi rời trở về nhà ngay trong đêm. Tới phòng, tôi cầm bộ váy bị bẩn, ngao ngán lắc đầu. Tôi lập tức lên mạng tìm một số công việc phù hợp để kiếm tiền trả nợ chiếc váy. Luna tìm đến tôi ngày sáng hôm sau, trước khi để cậu ta kịp mở miệng thì tôi đã chặn họng. Luna, cậu đừng tưởng mắt nhắm mắt mở đứng giữa hùa theo thì cậu sẽ an toàn. Không có chính kiến của bản thân thì cậu mãi là một kẻ vô dụng và bị chà đạp như tôi đã từng. Còn bây giờ, tôi không muốn thấy bộ mặt cậu thêm giây phút nào nữa. Chiếc váy tôi đã đem trả và sẽ chịu bồi thường, mong rằng cậu đừng làm phiền tôi nữa. Luna cúi đầu, còn tôi thì bỏ ra ngoài. Tôi đến công viên giải khuây, vô tình thấy một cậu nhóc giành kem của một bé gái. Bé gái không chịu, giành lại thì cậu bé òa khóc, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Lúc này, mẹ cậu bé chạy tới dỗ dành. Ôi dồi ôi, sao thế con yêu? Cậu bé không nói, chỉ về phía cô bé khóc lóc. Mẹ cậu ta tức giận, nhìn cô bé. Sao cháu lại bắt nạt con cô? Cô bé sợ hãi lắc đầu. Đám đông bắt đầu bàn tán. Tôi thở dài định quay đi thì khựng lại. Tôi tiến về phía cô bé. Chính con cô giành kem của cô bé. Cô bé chỉ lấy lại que kem và không làm gì sai cả. Cô là ai? Tôi là người chứng kiến tất cả sự việc. Cô nên dạy lại con mình, dù có thiếu thốn cũng không nên giành đồ ăn của người khác chứ. Cô. Đám đông nhìn mẹ con cậu bé, bà ta vội vã dắt con rời đi. Tôi quay sang xoa đầu cô bé. Em không sao chứ? Dạ, em không sao. Bella. Tôi quay người phát hiện ra Anna, cô bé kia cũng vui vẻ chạy tới bên Anna. Chị ơi, chị ấy đã giúp em. Tôi ngạc nhiên, nhưng nhớ đến việc mình làm, tôi ngại ngùng bước tới bên Anna. Tớ xin lỗi. Cậu đã thay đổi rồi. Tôi khẽ gật đầu, rồi kể cho cậu ấy những gì đã trải qua. Cậu sẽ không sống yên ở ngôi trường đó mất. Tôi cũng không định ở lại nơi quái quỷ đấy nữa. Anna nhìn tôi gật đầu, rồi đưa cho tôi danh thiếp trường mà cô ấy đang theo học. Anna nhìn tôi cười, vẫy tay tạm biệt, rồi dắt bé gái đi. Tôi nhìn tấm danh thiếp mỉm cười. Các bạn thấy không? Khi dũng cảm chỉ ra cái sai, có thể bạn sẽ chịu thiệt. Nhưng thay vào đó, bạn sẽ tạo dựng được những mối quan hệ vững chắc. Đừng sợ vì mất lòng ai mà đánh mất bản chất của mình.